Chương 1 GTNV Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nó Đinh Diệu Linh, Tơ Xuân, xinh đẹp nhất trong báo quý tộc Beautiful Girl Da trắng nõn, mịn màng Đôi mắt màu nâu Mái tóc dài ngang lưng, hơi xoăn ở phía đuôi, ánh tím, là tự nhiên nha Có một nụ cười mê hoặc lòng người Nhưng trong một năm nó cười chỉ đếm trên đầu ngón tay nói là cười nhưng chỉ nhếch mép thôi là bọn con trai phịt máu mũi rồi. Sống mũi ca, dọc dừa. Đôi môi đỏ mộng hình trái tim. Nó có giọng nói băng lãnh, gia thế. Là con gái của tập đoàn họ Đinh, giàu và lớn mạnh nhất thế giới về mọi mắt, nắm giữ 21% kinh tế toàn cầu. Nó cũng sở hữu một tập đoàn lớn thứ hai thế giới chỉ sau gia đình nghệ sĩ, nắm giữ 19% kinh tế thế giới. Gia đình No là danh gia vọng tộc, là một trong ba gia đình lớn mạnh nhất trong tam giác quý tộc. Nó là nữ hoàng của thế giới ngầm. Nó luôn lạnh nhạt với mọi người. Đổ nhiều trường đại học quốc tế nổi tiếng và trường Harvard, màu yêu thích. Trắng, tím, hồng, vàng nên trong tủ quần áo của nó luôn luôn có váy qua đầu gối một tí hoặc trên đầu gối nửa phân và toàn những màu nó thích, nhỏ. Đặng Hà My, xinh đẹp thứ hì trong báo quý tộc Beautiful Girl. Da trắng, khuôn mặt baby. Cũng lạnh lùng nư nó nhưng nó la từ tróc ra ngoài còn nhỏ thì lạnh là VR bọc bên ngoài thôi. Mái tóc màu nâu, đôi mắt màu vàng, có những lọn tóc xoăn rất đẹp, da thế. Là con gái của tập đoàn lớn ba thế giới. Nắm giữ 15% kinh tế tòa cầu. Cũng là gia tộc lón thứ ba trong tam giác quý tộc. Hắn. Hoàng Minh Huy, Cung. Đẹp trai mê hoặc loàn người, có nụ cười ấm áp nhưng ít cười. Lạnh lùng, đẹp trai, hang sơn. Là con trai của tập đoàn lớn thứ hai thế giới và nắm giữ 17% kinh tế toàn cầu. Là gia đình giàu thứ hai trong tam giác quý tộc. Đẹp trai nhất trong báo quý tộc Beautiful Boys Anh. Đinh Kiên Hoàng, Ken, anh trai nó. Và thế giống nó. Đẹp thứ hai trong báo quý tộc Beautiful Boys cũng sở hữu tập đoàn lớn thứ hai thế giới nắm giữ 5% kinh tế toàn cầu. Đẹp trai, tàn nhẫn. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.